Hello các bạn, chào mừng các bạn đến kênh Hồng Ngôi Sao. Hôm nay mình đã trên tay con cạc RTX3050 của Gearbike phiên bản 8GB. Và chúng ta cùng nhau tìm hiểu con cạc này nó làm được gì, cũng như là cái hiệu năng nó ra sao, tại sao nó là con cạc đáng mua nhất hiện tại. Let's go. Thì đầu tiên mình sẽ chia tay anh em xem về cái con cạc này. Con này là con RTX3050. Thì nó vẫn là một cái thiết kế rất quen thuộc của Gearbike với những cái quạt Winford 3 quạt và cái phần thích xuyên rất là lớn, với một cái con cạc màn hình phân khúc tầm ngang với 1660 Super. Thì theo mình thấy cái thiết kế này là tương đối là hợp lý với một cái hiệu năng cao, cũng như là cái tản nhiệt của con này mình thấy là rất là đẹp. Rất là dày dặn với những cái phần lá nhôm cũng như là phần thiết xuyên đằng sau. Phần bắt led đằng sau nó được thiết kế rất là cứng cáp với một cái miếng nhôm, miếng kim loại rất là dày dặn. Về mặt thiết kế thì mình thấy nó cũng không khác mấy so với những cái dòng hàng trước. Cũng như là nó sẽ có 4 cái phần xuất màn hình với 2 HDMI và 2 display board. Phần cấp nguồn thì con này nó sẽ bao gồm một cái cấp nguồn 8 pin. Của con cạc này thì nó sẽ có khoảng 125W trung bình nha. Còn nếu mà anh em chơi game mà cao hơn nữa, với cái phiên bản Oxy này nó sẽ khoảng 130W dành cho con cạc này. Băng thông thì con này nó sẽ bao gồm một cái bộ nhớ VRAM 8GB GDDR6, cũng như là có băng thông là 128 bit, rất là cao, với cổng PCIe Gen 4.0 X8. Thì con này nó sẽ có khả năng chơi game trên những cái dàn PC cao cấp với chip Intel 12, thì nó sẽ có cái hiệu năng rất là cao. Thì con cạc này tại sao nó lại là một con cạc anh em ai cũng muốn mua, ai cũng săn đón, và anh em sẽ cùng mình test hiệu năng thực tế con cạc này, và mình tiến hành ráp một cái bộ máy gắn cạc này vào cho anh em xem nha. Ok, và mình đã tiến hành ráp con cạc màn hình RTX3050 này vào cái hệ thống PC của Gearbike. Chúng ta sẽ có một cái hệ thống PC rất là hoàn chỉnh, nó bao gồm con Core i7 12700K, đáp ứng đủ nhu cầu về giải trí cũng như làm việc, đặc biệt là chúng ta có thể là test hiệu năng thực tế của con RTX3050 này tối đa. Cùng với đó chúng ta sẽ có một cái bộ main nữa là main B660M. Cái dòng này là dòng tương đối là chúng ta có khả năng test được những con cạc tầm trung đến cao cấp. Và RAM này ra là RAM DDR4 thôi, nhưng mà RAM là RAM 32GB bus 3200, và nó sẽ có hiệu năng không khác nhiều với RAM DDR5. Cùng với đó chúng ta sẽ có một cái case đồng bộ Gearbike rất là đẹp với đèn RGB, và cạc chúng ta cũng có RGB rất là xịn sò ha. Và chúng ta sẽ tiến hành test thực tế cái hiệu năng của con cạc màn hình này, cái con RTX3050, xem là cái hiệu năng của nó như thế nào trong video này nhé. We'll be right back.
Ok, và sau khi mà đã test thực tế con cạc RTX 3050 này với cái hệ thống PC của Gigabyte với con Core i7 12700K cũng như là RAM DDR4 bus 32GB ha, thì chúng ta đã thấy được cái hiệu năng thực tế của cái dàn này. Đặc biệt là cái hiệu năng của con RTX 3050 rất là nổi trội. Với những cái tựa game này mình test thực tế thì cái hiệu năng về tản nhiệt của con này rất là mát. Mặc dù là mình đang sử dụng một cái cây cũng có nên là cây khá là nhỏ ha, và cái khả năng tản nhiệt của con này khi mà mình mở cây ra thì rất là tuyệt vời. Thì đây là con card anh em nên mua, nên bỏ tiền ra mua và build PC với con card này 3050. Đó là tất cả những gì muốn share các bạn về cái con RTX 3050 8GB của Gigabyte. Và anh em nghĩ sao về con card này, anh em đừng quên để lại ý kiến mình dưới comment nha. Và mình là Hào, cảm ơn anh em và hẹn anh em trong những video tiếp theo nhé.